Hello, xin chào anh em đã quay trở lại kênh Anime Cine. Trong tập 8 của ước hẹn 3 năm đấu phá thương khung, Tiêu Viêm sau khi chặn đường giết được anh trai Phạm Lăng của huyết tông, thì tên cướp Tiêu Viêm đã ăn trộm lột sạch đồ có giá trị trên người Phạm Lăng. Sau đó hắn di chuyển đến học viện Già Nam. Trên đường đi, Tiêu Viêm có cắn viên thuốc âm dương huyền long đan 7 phẩm và học quyển sách Tam Thiên Lôi Động giúp khả năng di chuyển chạy nhanh hơn so với người bình thường. Sau khi Tiêu Viêm đến được Hòa Bình Trấn biên giới học viện Già Nam, Tiêu Viêm đã được Hoắc Đức là công tác kiểm tra khai báo y tế người vừa vào Hòa Bình Trấn. Thì Tiêu Viêm đã khai báo với Hoắc Đức là hắn là Tiêu Viêm bỏ học 2 năm. Vì vậy lần này hắn đến xin giấy đi học lại. Chuyển sang phần 5 học viện Già Nam tập 1. Tiêu Viêm đã được Hoắc Đức dẫn đi nhập học vào học viện Già Nam. Hoắc Đức, Hoắc Tác và một số thành viên trong đội của mình đã đưa Tiêu Viêm đến phòng hồ sơ sinh viên ở Hòa Bình Trấn. Và Hoắc Đức đã kiểm tra hồ sơ phát hiện Tiêu Viêm chính là học sinh 2 năm trước được bỏ học 2 năm. Do đó Hoắc Đức đã đưa cho Tiêu Viêm một cái thẻ học sinh là cái huy chương của học viện Già Nam, thì Tiêu Viêm sẽ được đi vào học chính thức. Ngoài ra Hoắc Đức còn cho biết thêm một sự việc của học viện là ngày mai là ngày tuyển học sinh sinh viên khoa dưới ngoài viện lên được học nội viện chính quy của học viện Già Nam. Thậm chí Hoắc Đức còn nói giảng viên Nhược Lâm năm ngoái cũng đăng ký cho Tiêu Viêm lên sàn đấm nhau để được vào nội viện học tập, nhưng Tiêu Viêm đã không thấy xuất hiện nên năm nay giảng viên Nhược Lâm không biết có đăng ký cho Tiêu Viêm tham dự nữa cũng không rõ. Vì năm nay giảng viên Nhật Lâm sẽ được thăng chức. Hiện tại do lúc này trời đã tối mà Tiêu Viêm đang muốn đi đến học viện Già Nam, nên Hoắc Tác đã trợ giúp Tiêu Viêm bằng con chim sư thiếu phi hành ma thú, là cho Tiêu Viêm ngồi lên con chim sư thiếu phi hành di chuyển từ Hòa Bình Trấn đến Già Nam Thành. Ngoài ra Hoắc Đức còn nói thêm là Huân Nhi với vẻ đẹp nghiêng nhà đổ thùng được con trai trong học viện bầu kín tán suốt ngày, nên lần này Tiêu Viêm lên học viện khả năng cao là bị ăn đấm khá nhiều, vì Huân Nhi đã nhắc đến Tiêu Viêm cho tất cả mọi người. Sau khi Tiêu Viêm chia tay đám chấp pháp giả do phó đội trưởng Hoắc Đức chỉ huy tại Hòa Bình Trấn, thì hắn đã được hai người trong đội chấp pháp điều khiển con chim sư thiếu giúp Tiêu Viêm đi vào bên trong Già Nam Thành cho an toàn. Vì vậy, sau một thời gian di chuyển không ngừng nghỉ, ba người đã đến được Già Nam Thành. Ở đây hai người bên chấp pháp đã quay về Hòa Bình Trấn, còn Tiêu Viêm sẽ tự di chuyển đến học viện Già Nam. Tiêu Viêm sau một hồi lang thang, hắn di chuyển đến gần học viện Già Nam trong Già Nam Thành, thì Tiêu Viêm thấy đám người đang tụ tập không khác gì anh em Việt Nam thấy đánh nhau hay cơ bom đã đến hóng biến. Tất nhiên Tiêu Viêm cũng hóng chuyện như anh em Việt Nam. Hắn phát hiện ra anh trai trong họ trong tộc Tiêu Ninh của Tiêu gia đang bị một tên là Mã Ngôn lên gối đa ngã chỏng vó. Và Tiêu Viêm đã đến nhận lại người thân Tiêu Ninh đang bị nằm dưới mặt đất. Vì vậy Tiêu Ninh đã nhận ra em họ Tiêu Viêm. Tất nhiên Tiêu Ninh cũng kể ra nguyên nhân hắn bị đám người này tấn một trận, là bọn chúng muốn xin info thông tin về Huân Nhi, nhưng hắn không cho. Ngoài ra Tiêu Ninh cũng nói là hôm nay đang tuyển sinh học sinh làm học sinh chính quy từ ngoài viện vào học sinh nội viện của học viện Già Nam. Và do Huân Nhi chạy cối xin giảng viên Nhược Lâm đăng ký cho Tiêu Viêm thi đấu, nên giờ Tiêu Viêm cùng hắn hãy chạy đến khu đang tuyển sinh đánh nhau. Chuyển đến cảnh của sân thi đấu đang tuyển sinh, Huân Nhi lên sàn thi đấu dễ dàng đánh bại một số đối thủ của mình. Huân Nhi hiện tại đang đứng cùng với Tiêu Ngọc, giáo viên Nhược Lâm cùng một số học sinh khác. Huân Nhi và Tiêu Ngọc có thảo luận về vấn đề Tiêu Viêm đến giờ này vẫn chưa thấy lò mặt đến, khả năng cao là lại như năm trước thì dở rồi. Lúc này trọng tài đã gọi tên thí sinh học năm 3 Tiết Băng đấu với thí sinh bỏ học gần 2 năm Tiêu Viêm. Thì đám con trai thích Huân Nhi đều vẫn chưa thấy Tiêu Viêm qua lần nào, đều đang muốn Tiêu Viêm xuất hiện xem mặt mũi có đẹp trai hay không, vì Tiêu Viêm đăng ký làm học sinh mà chưa bao giờ xuất hiện. Và Huân Nhi lúc này mặt đã xị xuống xin lỗi giáo viên Nhược Lâm về chuyện của Tiêu Viêm. Nhưng Tiêu Viêm tự dưng xuất hiện như một vị thần trước toàn bộ mọi người và khai báo hắn chính là Tiêu Viêm học năm 2. Điều này khiến Huân Nhi, Tiêu Ngọc mặt đăng xị thành khuôn mặt tươi tắn hẳn ra. Thậm chí là mấy em gái cũng bầu kín hỏi Tiêu Ngọc đây là Tiêu Viêm gầy trước mặt là người Huân Nhi xác định làm người yêu. Hay giáo viên Nhược Lâm hiện tại cũng không xác định là Tiêu Viêm này có đánh thắng được Tiết Băng không nữa, không thì năm nay lại bị tạch thăng cấp giáo viên lên cấp cao hơn. Quay trở lại với Tiêu Viêm, hắn đã lên sàn vào trận thi đấu với Tiết Băng, thì Tiết Băng đang võ mồm với Tiêu Viêm khá nhiều, là Huân Nhi cứ để cho hắn lo còn việc Tiêu Viêm lặn đi, không thì cũng có rất nhiều con trai rất muốn sở hữu được tâm hồn trắng và tròn của Huân Nhi. Vì vậy mà lần này Tiêu Viêm không muốn cho đám con trai nào dám câu trộm hay lăng phém bám đuổi Huân Nhi nữa, nên hắn quyết định là knock out tên Tiết Băng này nhanh nhất có thể. Chủ yếu là hắn thể hiện sức mạnh của bản thân trước đám được dựa đăng bên dưới. Và trận combat của hai người, Tiêu Viêm đang đeo sát phiền trọng xích và Tiết Băng đang cầm con thương đã được trọng tài cho bắt đầu. Tiết Băng đấu sư chín tinh cầm thương dồn sức mạnh vào cây thương lao vào đâm Tiêu Viêm đại đấu sư bốn tinh.
thì Tiêu Viêm đứng im không cần cử động. Tiêu Viêm đã dùng tay túm lấy cây thương của Tiết Băng và cho Tiết Băng ăn một đấm bay ra xa chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiết Băng vốn cũng lì đòn, nên hắn tiếp tục cầm thương lao vào, sử dụng đấu khí điệp lãng mạnh nhất của mình lao vào tấn công Tiêu Viêm. Thì Tiêu Viêm đã sử dụng đấu khí phát ra cơ thể chặn lại, và Tiêu Viêm cho Tiết Băng ăn luôn 2 năm đấm tay có sử dụng bát cực băng vào cơ thể, nên Tiết Băng đã bay từ sàn thi đấu xuống ngã ầm xuống mặt đất. Thậm chí là cây vũ khí trường thương sau khi va chạm với Tiêu Viêm cũng bị nát thành mấy khúc, và đã khiến toàn bộ người đang có mặt tại hiện trường sao súng mạch Tiêu Viêm ghê thế. Kể cả mấy em gái chân dài hay chân ngắn đứng bên cạnh Huân Nhi, Tiêu Ngọc cũng bàn luận về người yêu Huân Nhi là Tiêu Viêm. Còn về phần giảng viên Nhược Lâm chỉ cười tuê tuê cái mồm mà thôi. Trở lại với Tiêu Viêm đang trên sàn thi đấu, hắn còn mạnh mồm hỏi mọi người thế này đã đủ thắng chưa, thì được trọng tài tuyên bố Tiêu Viêm đã thắng. Sau đó thì Tiêu Viêm đã đi xuống chỗ Huân Nhi hỏi thăm sau 2 năm chia cách. Hiện tại Huân Nhi đã vã lắm rồi, nên đã ôm luôn Tiêu Viêm tại sân thi đấu để đánh dấu chủ quyền, và đã khiến một số con trai hay tên Bạch Sơn theo đuổi Huân Nhi cay Tiêu Viêm vãi trưởng. Cũng may là giáo viên Nhược Lâm đã lên tiếng cảnh hú hí ôm hôn hay làm chuyện trên 18 của đôi bạn trẻ Huân Nhi và Tiêu Viêm, thì hãy tìm nơi kín đáo mà làm, đừng có công khai ngay trước mặt mọi người. Vì vậy Tiêu Viêm và Huân Nhi đã tách ra không còn ôm nhau nữa. Và Tiêu Viêm cũng xin lỗi giáo viên Nhược Lâm hơn một năm nay hắn đã bỏ học. Nhưng Nhược Lâm vẫn chưa xử lý Tiêu Viêm về hành vi xin phép bỏ học, mà cô đợi kết thúc cái tuyển sinh nội viện thì Tiêu Viêm xác con mẹ nó định đi là vừa. Dĩ nhiên Tiêu Viêm cũng hỏi thăm chị Tiêu Ngọc của mình là khen đẹp và đã ngon hơn trước rồi. Sau đó thì Tiêu Viêm được Nhược Lâm, Huân Nhi, Tiêu Ngọc hay một số đệ tử do Nhược Lâm dạy dỗ đã di chuyển vào nhà nghỉ để nói chuyện thầm kín, là họ bàn chuyện hai ngày sau còn tiếp tục thi đấu vòng 2 để được chọn vào nội viện Học viện Già Nam Chính Quy. Ở đây Nhược Lâm nói về việc Huân Nhi và Tiêu Viêm sẽ thi đấu vòng tiếp theo là phải đứng trong bảng xếp hạng thuộc top 50 người thì hai người mới được tuyển từ ngoài viện vào làm học sinh nội viện. Ngoài ra Tiêu Viêm và Huân Nhi trở thành học sinh nội viện thì Nhược Lâm sẽ được thăng chức lên một bậc là từ hoàng giai lên huyền giai giáo viên. Nhưng thằng Tiêu Viêm này chắc muốn ăn chửi khi hắn nói vào nội viện được gì không, nên Nhược Lâm đành giảng bài ca thông não cho Tiêu Viêm là ngoài viện chỉ đào tạo qua loa thôi, còn nội viện mới là nơi đào tạo chất lượng, mà ngoài viện chỉ được chia làm hai lớp, một là lớp học sinh yếu kém cá biệt là hoàng giai ngoại viện, hai là lớp huyền giai dành cho học sinh cao cấp, nên mọi người ai cũng cố gắng vào nội viện học tập. Do đó lúc này Tiêu Viêm sau khi nghe hiểu vấn đề, hắn cũng vâng lời cô giáo Nhược Lâm làm cậu học trò may mắn nghe lời. Tuy nhiên Nhược Lâm tiếp tục nói với Tiêu Viêm, chỉ cần trong cuộc đánh nhau không va chạm với tên Bạch Sơn và Hổ Gia cháu gái phó viện trưởng là được. Do thằng Bạch Sơn và em gái Hổ Gia rất mạnh nhưng đều bị đúp một năm học. Nguyên nhân vì Huân Nhi năm ngoái bị đúp một năm không vào nội viện học vì chờ Tiêu Viêm vào học cùng. Vì vậy cả hai người Bạch Sơn và Hổ Gia đều muốn Huân Nhi làm bạn gái của mình, nên đã ở lại ngoài viện tán Huân Nhi nhưng vẫn chưa đổ thành công. Sau đó Nhược Lâm sắp xếp chỗ qua đêm cho Tiêu Viêm ngay tại nơi đây, nhưng phải ngủ khác phòng. Ở một diễn biến tại một căn phòng trong nội viện Học viện Già Nam, phó viện trưởng Tô Thiên kèm theo mấy trưởng lão khác đang thảo luận về Tiêu Viêm. Họ đã cử người biết được Tiêu Viêm cực kỳ là người có tiềm năng đào tạo, nhưng việc Tiêu Viêm chém lộn nhau ở Lâm Tông khiến mấy ông trưởng lão cũng chả quan tâm, chỉ là một tên Vân Sơn Đấu Tông thì làm được cái gì. Nên phó viện trưởng Tô Thiên đề nghị các trưởng lão đang họp mặt ngày hôm nay, khi nào Tiêu Viêm tiến vào nội viện hãy âm thầm trợ giúp hắn được tí nào hay tí ấy. Trở lại với Tiêu Viêm thì buổi tối hắn đã bị Bạch Sơn từ đâu chạy đến mở alo gọi Tiêu Viêm đang trong phòng ra nói chuyện. Tất nhiên Tiêu Viêm không ngán ai cả, nên Tiêu Viêm cũng chạy ra ngoài xem trình độ Bạch Sơn đến đâu mà to mồm đến thế. Hai người đang chuẩn bị vào trận đánh giao hữu thì Huân Nhi chạy ra chen vào cuộc đấm nhau. Nhưng Tiêu Viêm và Bạch Sơn đã lao vào đánh được một chiêu rồi thì cả hai hiện tại không lao vào đánh nữa. Bạch Sơn cũng giải thích với Huân Nhi là hắn muốn đánh giao hữu với Tiêu Viêm cho vui, nhưng Huân Nhi bênh Tiêu Viêm lắm. Nhưng Tiêu Viêm không thích Huân Nhi đứng ra chấm dứt cuộc ẩu đả giữa hắn và Bạch Sơn, mà Tiêu Viêm lại muốn ra tay quẩy combat với Bạch Sơn thật. Do đó Tiêu Viêm và Bạch Sơn chuẩn bị lao vào solo 1v1 lần thứ hai, thì lúc này giáo viên Nhược Lâm xuất hiện ngăn cản hai người, nên Tiêu Viêm và Huân Nhi đã đi về phòng, còn Bạch Sơn thì được Nhược Lâm mở mồm lặn về nơi mình đang sống. Lúc này Tiêu Viêm và Huân Nhi đang trong phòng, hai người chỉ nói chuyện chứ không làm gì khác. Tiêu Viêm đã kể chuyện 2 năm nay làm những gì, nhưng về chuyện hắn gặp gái thì không nói với Huân Nhi, mà chỉ nói từ lúc vào ma thú xuất mạch đến với cuộc chiến ước hẹn 3 năm với Nạp Đàn Yên Nhân, và chuyện bị Vân Sơn Đấu Tông của Vân Lam Tông đang truy nã mà thôi.
Lúc này bên phòng bên thì giáo viên Nhược Lâm cũng nghe lén cuộc nói chuyện của Tiêu Viêm và Huân Nhi. Cảm ơn anh em đã xem hết video.